Rồi. Cái này là tài quay tay 3 tấn rồi. Hôm nay em đi giao hàng cho khách, sẵn tiện quay video luôn. Tài quay tay 3 tấn này là nó nặng sẽ là 40, gần 48 gì? 48 kg. Nặng 48 kg nha. Rồi. Hôm nay nó có một cái hộp phụ kiện để nó bắt vô cái chỗ này. Thì cái này là dùng để giống như là mình để rảnh tay nó tự động kêu cạch 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 đó. Nếu mà muốn bắt thì mình phải tháo cái cục này ra. Thì nếu như mà mình có cái chỗ mà để quay tay mà quay vòng tròn luôn á, thì mình không có cần phải bắt này vô đâu. Tại chỗ cái này chỉ để bắt ngay cái chỗ, những chỗ nào mình không có cái diện tích để mình quay tay á, thì mình bắt cái này vô đi. Xong lúc đó mình chỉ gạt 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 kìa nè, là nó sẽ từ từ lên. Thì này không có quan trọng lắm luôn, tại vì thông thường đa số người ta quay tay là nhanh hơn. Thì nó sẽ cho theo cái cục này với một cái tay quay. Rồi thì khi bắt á, thì mình lấy cái cục này là mình xỏ cái cọng dây cáp vô, xỏ cái cọng dây cáp vô cái cục này nè. Xong rồi mình nhét cái cục này vô đây, nhét vô cái rãnh này nè, nhét thẳng vô. Rồi xong mình sẽ xiết cái này lại, em sẽ có một cái video hướng dẫn sau ha. Cái này là còn mới nên đưa cho khách khách luôn. Còn cái này là mình sẽ quấn theo cái chiều cáp, theo cái chiều này, quấn cáp theo cái chiều này ha. Nè, quấn cáp theo cái chiều này, nhớ đừng có là ngược lại là sẽ nó khi đó nó sẽ quay không được. Đi theo cái chiều này thì khi mà mình quay á, thì nó đi, còn nếu mà không quay nữa nó sẽ tự động nó đứng lại. Nè, quay tay 3 tấn. Thì có một số khách nói ủa sao mà tài quay tay 3 tấn này mắc quá vậy. Lỗi em bán đúng giá, nó không có phải giống như mấy loại này nha. Mấy loại này là xài không được nè. À, anh thử nghĩ coi. À, một chai một vật đó. Mấy cục này sao không xài nè, làm sao mà chịu tải được. Cái này không thể xài được. Thì đừng có so sánh cái đó với cái này. Trời. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng, gửi hàng cho anh khách luôn. Ở Bến Tre.